Bismillah. Về giáo luật viếng mộ, Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã căn dặn tín đồ của người việc viếng mộ, bởi qua việc viếng mộ là một lời nhắc nhở về đời sau và để tự kiểm soát bản thân trước trần gian này, tự nhủ rằng mình chỉ là người qua đường. Viếng mộ có 3 dạng. Thứ nhất, viếng mộ đúng luật Islam. Đó là chuyến viếng mộ bằng định tâm cầu nguyện cho người chết, cầu xin Allah thương xót họ và nhắc nhở bản thân về cuộc sống đời sau. Dạng thứ hai, viếng mộ trái luật Islam. Đó là chuyến viếng mộ với định tâm thờ phượng tại ngôi mộ đó bằng các hình thức như đọc Quran, hành lễ Salah và giết mộ. Đây là hình thức viếng mộ biến tướng, tự sáng tạo và là phương tiện dẫn đến shirk, và điều này bị nghiêm cấm. Dạng viếng mộ thứ ba là viếng mộ dạng shirk. Đó là chuyến viếng mộ với định tâm cầu xin người chết phù hộ, hoặc giết tế cúng bái người chết, hoặc làm bất cứ hình thức thờ phượng nào vốn chỉ dành riêng cho Allah hướng về người chết. Đây là hình thức viếng thăm mộ shirk bị Allah nghiêm cấm. Việc viếng thăm mộ đúng theo luật Islam là thực hiện như sau. Người Muslim không chọn trước và không định trước thời gian để chúng ta thăm viếng mộ, mà hãy nên thăm viếng mộ khi chúng ta vô tình đi ngang, hoặc chúng ta muốn đi thăm thì đi thăm ngay lập tức. Đi thăm viếng mộ thì chúng ta không nên cầu xin riêng cho cái người thân của mình vào tại cái mộ chúng ta đến thăm viếng đó, mà hãy nên cầu xin cho tất cả những người được chôn cùng tại cái khu vực đó, nếu như đó là khu vực chôn chung tập thể. Khi đến đó, chúng ta hãy cầu xin như Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã dạy, như được truyền lại trong hadith của ông Buraida kể. Trước đây, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đã dạy chúng tôi khi đến nghĩa địa thì hãy cầu xin: Assalamu alaikum ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insha'allahu bikum lahikun. يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةِ. Hadith do Muslim và Ibn Majah ghi. Sau lời cầu xin này thì người Muslim không cầu xin thêm bất cứ gì sau đó, và hãy nhanh chóng rời khỏi khu nghĩa địa đó, tại chúng ta đã làm xong cái điều mà Nabi cho phép chúng ta làm khi chúng ta thăm viếng mộ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.